Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp một cái con quay như thế này nhá. Quay như này này. Đó. Quay rất là tít luôn nha các bạn. Ok. Đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp nha. Ok, đầu tiên các bạn sẽ chuẩn bị đồ như thế này nhá. Đó. Rồi. Các bạn nhìn rồi nhá. Ok, cùng bắt đầu lắp thôi. Các bạn sẽ lấy một cái mảnh này. Đấy, đây. Rồi, các bạn sẽ cho cái này. Lấy cái này lắp vào đây. Đó. Rồi, các bạn sẽ lấy cái này. Lắp. Ôi trời ơi. Lắp vào này. Đó. Đây nữa. Lắp vào. Rồi. Một cái. Đây các bạn lắp 4 cái nhá. 4 cái như thế nha các bạn. Đây. Rồi, à, nhầm. Các bạn lấy cái này. Lắp vào. Đó. Ok. Rồi, các bạn sẽ lắp nốt nha các bạn. Ok các bạn ơi. Đây. Các bạn lắp 4 cái như thế này nhá. Đây. Đó, 4 cái này nha các bạn. Rồi. Các bạn sẽ lấy một cái này. Các bạn lắp vào. Đó. Cái này cũng lắp vào. Bên này nữa. Đấy. Rồi, các bạn lắp bên này. Cho nó thành cái hình tròn này nhá. Đó. Đây nữa. Rồi các bạn sẽ lấy cái này. Lắp vào đây. Đó. Ok. Ở đây. Đây. Rồi. Hai cái lắp vào. Rồi bên dưới này các bạn sẽ lắp này vào. Rồi lắp cái này vào. Lắp. Rồi. Rồi cái này các bạn sẽ lắp một cái vào đây. Và lắp một cái trên này. Đó. Rồi các bạn sẽ nhầm. Lắp nhầm rồi. Đây các bạn. Lấy cái này nữa. Lắp vào. Lắp vào. Đấy. Cái này cũng lắp vào. Rồi. Không có cái này cũng được nha các bạn. Rồi. Lắp ngang. Đó. Bây giờ các bạn sẽ lấy cái này. Lắp vào đây. Đây. Cái này lắp vào chỗ này. Lắp trên hay lắp dưới cũng được. Mình lắp trên. Đấy. Rồi các bạn sẽ lấy một cái này. Các bạn lắp vào. Đây. Lắp vào. Mãi không vào vậy. Rồi. Một cái. Giờ các bạn sẽ lấy cái này. Các bạn lắp vào đây. Đó. Rồi các bạn sẽ lấy một cái này. Lắp vào. Đấy. Rồi. Rồi ok. Vậy là xong rồi nha các bạn. Giờ các bạn sẽ lắp cái này vào đây. Ok. Đằng này nữa. Cũng lắp vào luôn. Rồi. Đây là xong con quay rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ quay thử nhá. Đó. Quay. Cái này phải quay ở dưới sàn cơ. Nó mới quay nhanh được. Đấy. Rồi. Thôi. Video của mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn với những người sau. Bye bye.